Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với S News, bản tin cập nhật tin tức nhanh nhất trong ngày. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật tin tức mới nhất có trong bản tin hôm nay nhé. Sự việc về nữ streamer Free Fire có hành vi tiêm heavy để lộ clip nóng đã trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng trong suốt những ngày qua. Sau vài ngày im ắng khóa trang Facebook chịu nhiều áp lực từ dư luận, thì mới đây nữ streamer cũng đã lên tiếng xin lỗi Lê Bình Gaming và có thể là cô sẽ rời bỏ ngành game này. Sau nhiều ngày im ắng trước những lời chỉ trích đến từ dư luận, thì nhất là khi cộng đồng mạng liên tiếp tìm ra nam chính có liên quan trong vụ lộ clip nhạy cảm. Alice, nữ streamer thuộc biên chế Team Heavy do Ash Mobile quản lý, mới đây đã có những động thái đầu tiên trước lùm xùm không may đáng có. Cụ thể, đăng tải trên kênh riêng của YouTube, Heavy Alice vừa khóc vừa chia sẻ vụ việc gần đây là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong suốt 17 năm cuộc đời của mình. Gia đình người thân không cho phép cô tiếp xúc với điện thoại và máy tính, cũng cấm vào mạng xã hội bởi cô sợ nhìn thấy những phản ứng tiêu cực của cộng đồng. Nữ streamer nói thêm, bởi cô vẫn còn nhỏ và có những suy nghĩ chưa chín chắn nên đã từng đến việc kết thúc cuộc đời mình. Bên cạnh đó thì Heavy Alice cũng gửi lời xin lỗi đến Lê Bình Gaming, streamer sinh năm 2006 bị cô lợi dụng và nói xấu sau lưng. Nữ streamer nhận hết lỗi về phía mình, ngay cả chuyện không nói cho Lê Bình biết việc mình đã có bạn trai. Nói về dự định sắp tới thì cô nàng tiếc nuối nhưng cũng chia sẻ về việc bản thân có thể tạm ngưng khỏi ngành streamer hoặc có thể là sẽ trở lại khi bản thân mạnh mẽ hơn. Heavy Alice cảm ơn mọi người đã xem rồi chào tạm biệt. Cô cho biết thì video xin lỗi này có thể là clip cuối cùng. Ngoài ra thì bạn trai của nữ streamer là Thắng Thép cũng đã lên tiếng về sự việc. Anh thú nhận là cả hai đã biết việc bạn gái bị lộ clip nhạy cảm, đang động viên và bảo vệ Alice vượt qua sự cố này và khẳng định là cả hai đang yêu thương và hướng tới đám cưới trong tương lai này. Và mọi thông tin tiếp theo sẽ luôn được SDU chúng mình cập nhật một cách nhanh nhất từ bản tin của SDU. Mọi người đừng quên like, share cũng đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.